Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, sáng ngày 8 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trịnh Bá Trọng, 39 tuổi, chú Gia Lâm, Hà Nội về hành vi sát hại người khác. Được biết, Trọng chính là tài xế điều khiển taxi tông tử vong bảo vệ khu đô thị Vinhome Ocean Park tại huyện Gia Lâm, Hà Nội. Sau mâu thuẫn khóa bánh xe vì đỗ không đúng nơi quy định, từng khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Trước buộc khai báo bị cáo đưa xe đi rửa rồi ăn cơm với bạn. Ăn cơm thì có uống rượu, về việc uống rượu lái xe bị cáo giải thích, đó là ngày nghỉ làm, bị cáo định ăn cơm xong sẽ lấy xe để ở chỗ bạn chứ không mang xe về. Cho rằng bị cáo quanh co đại diện viện kiểm sát nhắc bị cáo, hậu quả thiệt hại cho nạn nhân là không gì đong đếm được. Bị cáo không có thái độ thành khẩn ăn năn hối cải. Sau đó bị cáo trọng thừa nhận bản thân biết việc lái xe khi đã uống rượu bia là sai, bị cáo nói đã nhận ra lỗi và vô cùng ăn năn hối cải. Theo lời khai của tài xế tông chết bảo vệ, bị cáo thi thoảng vào khu đô thị Vinhomes đón, trả khách hoặc rửa xe. Những lần ra vào bị cáo chưa bị an ninh nhắc nhở bao giờ. Khi bảo vệ nói bị cáo đậu xe sai quy định phải về văn phòng làm việc, lập biên bản lỗi vi phạm và có hình thức xử phạt, bị cáo đã giải thích không phải lỗi của bị cáo mà do nhân viên gara đỗ xe. Tuy nhiên bảo vệ không nghe và không đồng ý lý do của bị cáo. Do đó bị cáo lấy dụng cụ định tự sửa nhưng bị bảo vệ ngăn cản do đó bị cáo lái xe ra bên ngoài để sửa chữa trả lời cho câu hỏi có bao nhiêu bảo vệ đuổi theo của hội đồng xét xử bị cáo trọng trình bày lúc đấy có rất đông bảo vệ đuổi theo bị cáo không nhớ rõ bao nhiêu người bị cáo vừa lái xe vừa ngoảnh lại nhìn phía sau thì xảy ra va chạm bị cáo không để ý xe của anh vũ trung dũng đã vượt lên phía trên sự việc xảy ra quá nhanh nên bị cáo không biết đã đâm vào xe nạn nhân như thế nào do khuất tầm nhìn Bị cáo Trọng nói rằng nguyên nhân không đến văn phòng như yêu cầu là do bị cáo từng nghe nhiều trường hợp tài xế bị bảo vệ dùng vũ lực vì sợ bị nên bị cáo lái xe đi khỏi khu đô thị Vinhomes. Bị cáo Trọng cho biết xe bị cáo hỏng, bị cáo không muốn xích mích dây dưa với an ninh, chỉ muốn mang xe đi sửa. Bị cáo không nghĩ sự việc sẽ xảy ra như thế và không xử lý kịp. Tài xế taxi xin hội đồng xét xử xem xét các tình tiết. Bị cáo sai đến đâu, bị cáo xin chịu trách nhiệm đến đó. Theo cáo trạng, sau khi xảy ra tai nạn, Trọng bị lực lượng công an kiểm tra và xác định có nồng độ cồn ở mức 0,454mg trên lít khí thở, trên mức cao nhất là 0,4mg trên lít khí thở. Thời gian qua, bị cáo đã động viên gia đình khắc phục hậu quả cho gia đình nạn nhân nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên chưa khắc phục được. Người nhà nạn nhân đề nghị hội đồng xét xử truy tố thêm tài xế trọng về việc điều khiển phương tiện giao thông khi đã uống rượu bia. Theo đại diện gia đình bị hại, quá trình diễn ra phiên tòa, tài xế Trịnh Bá Trọng chưa thành khẩn còn quanh co. Anh Trọng đã ở tuổi trưởng thành, đủ nhận thức để nhận ra sai phạm của bản thân, nên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tại tòa, đại diện gia đình bị cáo cho biết do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên bồi thường cho gia đình bị hại 15 triệu đồng. Song đại diện gia đình nạn nhân nói 15 triệu đồng không đủ mua mộ cho cháu tôi và không chấp nhận khoản bồi thường này. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trịnh bá trọng mức án trung thân về tội giết người. Về trách nhiệm dân sự, Viện Kiểm sát đề nghị bị cáo phải bồi thường số tiền hơn 140 triệu đồng và cấp dưỡng cho các con của anh Dũng đến khi đủ 18 tuổi. Đến chiều ngày 8 tháng 4, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Trịnh Bá Trọng, 39 tuổi, chú Gia Lâm, Hà Nội. Hội đồng xét xử đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, thể hiện tính chất côn đồ coi thường tính mạng của người khác, coi thường pháp luật, xâm phạm tính mạng của người dân được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an. Do đó, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trịnh Bá Trọng mức án trung thần về hành vi sát hại người khác. Về dân sự buộc bị cáo phải đền bù cho gia đình nạn nhân Vũ Trung Dũng, 26 tuổi, quê Gia Lâm, Hà Nội, 215 triệu đồng. Ngoài ra, Trọng còn phải cấp dưỡng cho hai con của anh Dũng, đến khi các cháu đủ 18 tuổi. Sau khi tòa tuyên án, nam tài xế ngồi thụp xuống trước bục khai báo, không dám ngoái nhìn vợ và người thân, trước đó khi nói lời sau cùng bị cáo trịnh bá trọng cho biết khi sự việc xảy ra bị cáo không ý thức được nên đã gây ra tai nạn gây ra mất mát to lớn cho gia đình nạn nhân bị cáo thành khẩn xin lỗi gia đình nạn nhân xin cho bị cáo cơ hội làm lại cuộc đời bị cáo cúi đầu xin lỗi gia đình nạn nhân bị cáo đã nhận thấy sai phạm của bản thân vô cùng ăn năn hối hận và xin tòa xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo hưởng khoan hồng sớm trở về để lao động khắc phục lỗi lầm bị cáo còn cha già con thơ Liên quan đến vụ tài xế taxi tông tử vong bảo vệ ở Sa Lâm, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng đây là một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, có thể người thực hiện hành vi này sẽ bị xử lý hình sự về tội danh giết người. Ngày 29 tháng 3, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết, tài xe taxi tông tử vong nhân viên bảo vệ có kết quả đo nồng độ cồn là 0,454mg trên lít khí thở. Mức vi phạm này vượt mức xử lý kịch khung, theo quy định tại Nghị định 100, trên 0,4mg trên lít khí thở. Thời điểm cảnh sát tiếp nhận vụ việc vào chiều 28 tháng 3, nam tài xế Trịnh Bá Trọng sinh năm 1984 ở cổ Bi Gia Lâm, không hợp tác, nhiều lần không chịu thổi vào máy đo nồng độ cồn. Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 28 tháng 3, công an thị trấn Châu Quỳ nhận được tin báo tại khu vực trước sảnh R1.02 Vinhome Ocean Park xảy ra tai nạn giao thông. Qua xác minh sơ bộ, cảnh sát xác định lái xe Trịnh Bá Trọng điều khiển ô tô biển số 29E01242 đổ tại nút giao thông Hải Đăng 3, Hải Đăng Chính, thuộc khu nội đô thị ở địa bàn Gia Lâm. Chiếc xe sau đó bị anh Vũ Trung Dũng, sinh năm 1997, bảo vệ khu đô thị, khóa bánh xe vì đổ sai quy định. Sau đó, Trọng lên ô tô và di chuyển, anh Vũ Trung Dũng phát hiện nên lái xe máy đuổi theo Trọng, yêu cầu dừng lại xử lý theo quy định. Lúc này Trọng không dừng lại mà lái ô tô đâm vào xe máy gây tai nạn, khiến anh Dũng phải nhập viện cấp cứu rồi tử vong. Ngoài ra, chiếc taxi còn va chạm với ô tô Mercedes GLC 300 và ô tô Hyundai Tucson màu đen gây hư hỏng phần đuôi xe. Sáng 29 tháng 3, công an huyện Gia Lâm đã tạm giữ nam tài xế Trịnh Bá Trọng để làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ việc. Còn những người thân của nạn nhân Dũng nhắc lại sự việc đau lòng chiều 28 tháng 3. Nhiều người chưa hết bàng hoàng còn đường nhỏ ngày thường chỉ thấp thoáng bóng học sinh tan trường, nhưng chiều 29 tháng 3, từng đoàn người lại tấp nập ra vào. Họ đến để chia buồn cùng gia đình của anh Vũ Trung Dũng, sinh năm 1997, nhân viên bảo vệ gặp nạn vào chiều hôm trước tại khu đô thị ở Gia Lâm. Ngôi nhà của Dũng nằm trong một con ngách nhỏ gần đình làng Thuận Quang. Ngay từ đầu ngõ, gần chục đồng nghiệp của anh Túc Trực hướng dẫn những người đến viếng và nhanh chóng chạy vào phía trong khi có việc cần phụ giúp nhìn di ảnh của chàng trai 26 tuổi giữa nhà, khói hương nghi ngút, nhiều người không cầm được nước mắt. Cố gượng ngồi bên ban thờ, nước mắt không ngừng lăn trên mắt mẹ của Dũng. Cùng lúc, vợ anh được người thân đưa sang nhà hàng xóm, trên tay cô gái mới 22 tuổi là cậu con trai mới sinh, chưa đầy 3 tháng tuổi. Vũ Trung Dũng mất bố từ năm 17 tuổi. Từ đó tới nay, anh cùng mẹ sinh sống trong căn nhà hiện tại. Căn bệnh tuổi già khiến mẹ Dũng thường xuyên đau ốm, không thể lao động nặng. Thương con, bà cố gắng chạy vậy việc đồng án để trang trải cuộc sống. Học hết lớp 12, Dũng bắt đầu xin đi làm để kiếm sống. Năm 2020, anh kết hôn với Lan Anh sinh năm 2001, rồi sau đó sinh được người con trai đầu lòng. Hai năm sau ngày cưới, họ sinh thêm một bé trai vào cuối năm 2022. Người vợ còn trẻ, ba năm sinh hai người con nên không có công việc ổn định. Dũng trở thành trụ cột trong gia đình, cùng lúc chăm mẹ, vợ cùng hai con trai. Hơn một năm qua, công việc của Vũ Trung Dũng dần ổn định với vị trí nhân viên bảo vệ, anh cũng vì thế mà có nguồn thu nhập để chăm lo gia đình. Nhìn vào hai cháu trai, cháu lớn 3 tuổi, đứa bé chưa tròn 3 tháng, người đàn ông có biết cả gia đình rất đau xót nhưng cũng cố nén nước mắt để lo việc hậu sự. Nỗi đau rồi sẽ nguôi ngoai, nhưng phía trước hai cậu con trai của Vũ Trung Dũng là chặng đường trưởng thành dài, thiếu vắng bóng người cha. Vụ việc tài xế Trịnh Bá Trọng điều khiển xe ô tô tông thẳng vào một nhân viên bảo vệ của khu đô thị ở gia lâm chỉ vì trước đó bị nhắc nhở việc đổi xe không đúng quy định dẫn đến nhân viên bảo vệ này bị trọng thương sau đó gây tử vong đang khiến dư luận xôn xao phẫn nộ dựa trên góc độ pháp lý tiến sĩ luật sư đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp đoàn luật sư thành phố hà nội cho rằng đây là một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do đó cơ quan chức năng sẽ làm rõ nhận thức ý thức chủ quan của người điều khiển ô tô để xác định hành vi là vô ý hay cố ý luật sư cường phân tích nếu trong trường hợp vụ tai nạn giao thông, tài xế có ý thức thực hiện hành vi vi phạm, dù biết hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thì đây là hành vi cố ý gây thương tích hoặc giết người chứ không còn là vi phạm giao thông nữa. Trong vụ tai nạn giao thông nêu trên, hành vi vi phạm giao thông đã rõ, hậu quả đã rõ, thỏa mãn mặt khách quan của tội phạm. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ mặt chủ quan của tội phạm. Luật sư Cường nhận định, trong đó cơ quan điều tra sẽ làm rõ nhận thức, ý thức chủ quan của người điều khiển phương tiện. Trường hợp có căn cứ cho thấy người này do thù tức với người bảo vệ và đã sử dụng phương tiện giao thông nguồn nguy hiểm cao độ để đâm thẳng vào, bỏ mặc hậu quả chết người xảy ra hoặc mong muốn hậu quả chết người xảy ra. Đây là hành vi giết người. Người thực hiện hành vi này sẽ bị xử lý về tội danh giết người. Mỗi vụ tai nạn giao thông xảy ra dù là vô tình hay cố ý đều đã gây ra những hậu quả nặng nề. Không chỉ ảnh hưởng tới những người trong cuộc là nạn nhân và chính người gây ra tai nạn mà còn đó là nỗi đau của sự mất mát của gia đình người ở lại. Vụ việc này sẽ là bài học cho những người coi thường pháp luật, coi thường tính mạng sức khỏe của người khác. Việc xử lý những vụ việc như thế này đòi hỏi cơ quan tiến hành tố tụng phải công tâm, khách quan, xử lý đúng người đúng tội, đúng pháp luật để đảm bảo công bằng, bình đẳng và giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội. Những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.